Đây rồi các bác này, phát này phải được chục con các bác nhá. Đây. Ở đây là 4 con cơ. Em đây. Đây 1 con, 2 con, 3 con, 4 con. Cầm chạy khỏi đây. Ôi. Anh ơi, xong với hộ em con này nhá. Các bác em à, phải đi nhanh. Các bác thấy con này đẳng cấp chưa? Rất là nhiều. Nhìn thích quá các bác. Sẽ đi bảo vệ. Bà này em à, vẫn đánh chim đêm các bác nhé. Là mẹ này em cũng chưa đến là bao nhiêu con, phải chục con các bạn. Các bác ở trên mọi miền tổ quốc đánh được nhiều chưa? Buổi hôm nay vỡ quà thật rồi các bạn. Hôm nay lập kỷ lục hôm đầu tiên mà em đánh một phát là được nhiều như này. Em vẫn đánh ở bờ mới ở chuông các bạn. Thì bây giờ em chạy mỏi quá các bạn. Em sẽ tắt máy quay đi luôn nhá. Tí nữa có cò về thì em sẽ quay cho bác cùng xem.